Cô chú coi nè. Baby, are you in light? No, you're in light. No kidding. Yeah. Really? Đó, cô chú coi đó, ba chị. Đà đâu? Đà đâu? Đà đâu? Đà đâu? Xuống ta đi riêng kem đã rồi ta. Hả? Có đã không? Có đã đời không? Dừng cái xe cái là mở cái cốp ra cái ngồi chơi vậy đó đã. Một chỗ tôi ra tôi ngồi trời. Ngồi vậy rồi chỗ tôi ngồi. Hả? Hay cô chú ơi. Chay bên Trang được đi ăn kem nè cô chú. Chay tham ăn lắm cô chú. Chay ăn kem của mẹ. Đó con nói kìa. Thôi trời ơi vô vậy đó. Thấy chưa? Con nói tham ăn chưa? Trời ơi, coi con nó liếm. Make sure to get all the drips on the rubber, not the carpet. Wow, quá. Con nhỏ tham ăn kìa. Trời ơi, coi tham ăn kìa. Trời lạnh quá. Trời ơi, cái gì vậy cháy? Con có trên tay con mà nó lạ đời vậy cháy. Vô. Anh biết không? Wow, đã quá. Baby, show Jay the eating, baby. Oh! Dun, dun, dun. Oh my god, chạy đi. What did you do? Tại sao không cầm cái cây kem cho nó đàng hoàng đây nè, cầm cây đàn đi. Ăn cái này đi. Pick it up, baby. Khổ chưa? Khổ mẹ chưa? Pick it up before it melts everywhere. Hold on. Trời đất ơi, thấy chưa, con thấy khổ mẹ chưa chay. Đi đứng đây ra chỗ khác ngồi coi. Move. Đi. Cô chú ơi, chay mua kem về nè, bây giờ chay sẽ share cho Lucky nè, cho Lucky ăn với. Cho Kỳ ăn không? Cho Kỳ ăn kem không? Thôi cái kem đấy kem chocolate đó, đừng cho Kỳ ăn hơn chocolate cũng được. Cái gì vậy? Sao tự nhiên bị đứng hình vậy? Cái gì? JD, see if Dolores is home. Maybe not. Oh, she's home. Say hi. JD, come and say hi to Dolores. Kìa, Dolores kìa, trong nhà kìa. Bả trong nhà kìa. Chạy đi. Look. Look at Dolores. Hey. We got a kitty cat. A kitty cat. Say hi. What you got? Ooh. What you got, JD? Say ice cream. Where are you going, buddy? Kitty, get out here. Get out here. That kitty come in my house. Oh, no, JD. You want to come inside, JD? Let me have your drink. I'll hold that. I'll hold it for you. Come on. Yeah, come on. Ôi, chay. Trời ơi, cái tay ăn kem không bao giờ quẹt lên ghế nhà người ta kìa. Thôi được đời không? Nè, lấy khăn giấy chùi tay đi con. Bumblejum, here. JD, wipe your face, please. Right here. Chùi miệng đây. Put it on your face. It's stuck. Huh? Yeah. Okay, here. Let's just. Đứng im ngay. Oh, wow! Look what JD found. I'm afraid she'd fall out. Yeah. Go get it. Go get it. Was that your hers? Yeah. Is that her ice cream? Yeah. Okay. Xem chúng nó kỳ rồi cười vậy hả? Vậy đi. Nè. Phải đi. Một. Kỳ đi về kìa chơi kìa. She's getting trapped in there. She can't.
you're getting bigger and prettier, huh? Woo! You throw the ball. Té đây nè, té nè, té đây nè, té, té. Con này nó dẫn mưa dẫn mặt lắm nha. Con này nó rất là dẫn mặt. Đi đâu cái gì đó. Xuống máy bấm ra đi. Cái gì? Cái gì? Tai bị gì? Yeah. Say hi Susan. Say hi. Hello her cats. Flow her cat. cô chú ơi, chay đi tàu này cô chú. Chay ngồi nãy giờ rồi. Ê, cái đó chay bia nha. No beer. Oh, no. She wants some more beer, right? Uống bia không? Chay lại cùng ly với ba đây, lại cùng với ba đi. 1, 2, 3 vô đi kìa. 1, 2, 3 vô đi. Thank you. She's gonna be my beer girl. So give me beer is what I need it. Oh, really? Yeah. Are you gonna be my bear buddy? Lại đây với mẹ nè, đi nè. Lại đây ngồi mẹ. Lại ngồi mẹ chưa? Tao làm gì? Làm sao hả? Gì hả? À bị đập đập đập. Đập đập đập. Chạy đi. Chạy đi. Jade Sky. She like to look at the rooster tail. Yeah. We'll go sit over there next to her, baby. So I can go fast so she can see it. Chạy đi, you wanna go fast? Muốn không? Muốn ba chạy nhanh không? Muốn ba chạy nhanh lại ngồi mẹ. Lại lên. Yeah, go back over there so she can see the spin. Yeah, lại ngồi mẹ đi. Lên lên ngồi mẹ. No. Yeah. Oh wow, baby, look at the sky right now. What? Wow, where? You see the sun, that the cloud that just cut the sun? Yeah. Đi xuống này rồi mẹ cho coi. Đi xuống này đi rồi ba chạy nhanh cho mình coi. Rồi đi. Rồi đi nè, đi nè. Rồi ok. 1, 2, 3, go. So what is this? Ooh, yeah, let me flip this around. The same thing. Baby, we should put it on the floor. It on the floor. Oh no, I'll take it out of the box and put it on the floor. Chay, coi ba mở gì cho con nè. Ooh. Cái đồ chơi đó là không được gỡ nha con. Cái đó mẹ mua giùm chị đó. Bây giờ con gỡ ra rồi lấy gì? Giờ mẹ phải mua khác hả? Trời ơi trời. Trời ơi. Oh wow, cái đó cái gì á? Cái đó là cái gì đó? Hả? Cái đó là cái gì á? You know how to balance, JD? Hả? You wanna learn JD to be balanced? Wow, oh my gosh, she interested in this. Yeah. Cái này á, là cái này không phải của Chay, mà cái này là Ngọc mua giùm chị họ của Ngọc ở Việt Nam á, chỉ gửi qua Ngọc mua giùm. Tại vì Việt Nam không có order mấy cái này trên Amazon được. Nên là chỉ gửi mua giùm này cho con, chỉ chơi đi học cái gì nè, học cái gì đó. Cái này để học để tự cân bằng, cân biết gì đây nè. Giờ lấy ra cho con Chay coi thử con nó có thích không nè. Here, let me stand you up. Ready? Baby, I think this is like $99. Okay. Cái miếng dán này á, bạn, cái miếng dán này là 99 đô đó. Ngọc mua trên Amazon là 99 đô là cỡ 2 triệu mấy Việt Nam á. 2 triệu 3 Việt Nam miếng dán này. Là để tập cho mấy đứa nít đứng để nó cân bằng đó phải không? Stand, ready? Chay đi. Yeah. You like it?
Rồi vậy chắc mấy cái đồ mà order cho con bé này chắc phải order về hết lại cho con dây quá. Trời ơi, con bà đứng bà nhúng kìa. Good job. Trời ơi, con bà đứng bà nhúng kìa. Thích, cô bộ thích à. Chị này chỉ dạy dạy con chỉ theo cái phương pháp gì đó, cái phương pháp gì chị nói tiếng Anh cũng chả biết cái phương pháp đó, phương pháp gì nữa mà chỉ mua ba đồ chơi. Oh, good job. JD. And that's it. That's what JD. And JD can lay on it. But too. Probably that's as much as she's gonna play with it for the lifetime of that toy. Oops. Đáng quá. She almost crushed her toe too. Squeeze. Quay mặt qua đây mẹ cho cô chú coi cái. Quay mặt qua. Turn around, JD, so we can see your face. Yeah. Turn around. Yeah, turn around. Turn around. Here, I'll help you. Baby, baby, lay her down, baby, lay her down. Ready? Có biết chơi đâu. Từ từ mới chơi được. Cái này để chừng nào mày rảnh ra nè. Để mày kiếm cái ngày thiệt rảnh là mày đi ra bưu điện mày gãy về Việt Nam. Chứ giờ mày cũng chưa biết ngày nào mày rảnh ra mày chơi nè. Nguyên một đống đồ này, đồ chưa về hết nữa. Go back out này. Lên đi, baby, lay her down, baby. Don't be a quitter. Go on, that was good. You yeah, still, you didn't did a fall. Good job, JD. You didn't fall. Cũng biết ha, cũng biết cái miếng này là để chơi kiểu đó ha, giỏi dữ. Wow, you're pretty good balance. Good job. Dữ à, ui trời trời. Sáng qua mua nhà chồng con mua cho bà hộp sữa. Oh baby, you didn't buy for the bà hai the milk. What milk? I bought regular milk. The cream. Oh, I did not. Nope, that's the one thing I forgot. Con sorry. Con nói rồi mà đi quên mày ơi. Con nói rồi đó chứ con gọi điện thoại con nói ngay lập tức liền. I was so worried about finding the white vinegar. It was in a completely different aisle than I thought it would be. God. That's okay. I'm gonna start having coffee with you in the morning. Why? Why not? You just wanna be like an. Why not? All right, baby, ready? Lay her down. Oh, chay chay, coi chay làm gì kìa. Ready? Rồi nằm xuống. Two, three. Để coi 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 chơi cái này của nó có thích không nè. Thích thì mẹ mua cho. Đó chơi vậy đó. Right, ready? Vậy đó. One, two, three. Té té. Ngồi dậy. Ăn she had her finger stuck underneath there. That's how tough she is. She had her finger stuck underneath there and she didn't. She was just like, help me. Come on, help me. No crying or anything. Yeah, cuối cùng có thích cái dáng này không? Also, it's foam underneath, so just push your fingers. Thì coi nó làm gì? Let's see what she do. She's laying down. Ouch. Wow. Here, you want me to help you? Here, ready? One, flip on the side. Okay, ready? Ready? One. Two, three. Oh, okay. Yeah, you're okay. No, thôi. So, baby, you think she's interested or no? No, it's a pass. I think she'll play with it for a little bit, and then it'll just become invisible to her. Baby, all this stuff on the couch needs to go to the store. We're gonna move our storage in what, a month? In a week. Or a week? At the end of the month. Miếng dán đó. Chị họ của con bên Việt Nam á. Nó con nhà con mua giùm cái này đi về cho con chỉ chơi. Nên là từ giờ cho tới một tuần nữa là mình sẽ nhận được rất là nhiều đồ từ Amazon gửi về tại con order á. Yeah, right? Amazon. Dad Amazon giving us a bunch of stuff. Look at this. Probably most of it's Amazon. Go vậy. Da-da-da. New work clothes. New work pants. Thôi cái bả kìa, cái bả nằm kìa, cái thấy muốn đập trong đập không? Nó cân bằng. No, I don't need more than five. Nhảy đi. Nhảy đi con. Đi lại kia nhảy, đi lại kia nhảy rồi mày.
Rồi nhảy đi. Ready? Whoa! That was crazy. Do it again. Đi lại kia đi, đi lại kia đi, chị mẹ quay quay cô chú coi nè. Master that thing. You can do it. Baby, seem like you're interested in it. Yeah. Come on, let's play. Đứng lên cái dáng nhảy đi, đứng lên cái dáng nhảy đi. You're more fun on it. Okay, ready? Rồi nhảy đi. Chạy nhảy cho cô chú coi đi, sao nãy cũng nhảy dữ lắm mà chạy. Yeah, just want to say, we'll walk on and walk off with it. Chữ không có cái chày có cái đừng có dục nha. Chơi có cái máy rồi chơi chơi từ từ mình chơi nghe nhạc chơi là DJ đó.